Kính thưa quý vị, Tổng thống Joe Biden loan báo viện trợ quân sự cho Ukraine lên đến 800 triệu Mỹ Kim. Tổng thống Joe Biden hôm thứ Tư đã tuyên bố Hoa Kỳ sẽ viện trợ cho Ukraine thêm 800 triệu Mỹ Kim thiết bị quân sự, gồm có phi cơ không người lái, hệ thống phòng không để giúp quân đội đất nước này tự vệ trước cuộc tấn công của quân Nga xâm lược. Thông báo trên được công bố vài tiếng đồng hồ sau như bài diễn văn đầy cảm động trong lần xuất hiện trước phiên họp của Quốc hội Hoa Kỳ tổ chức trên mạng của Tổng thống Ukraine. Ông Tổng thống của Ukraine là Zelensky kêu gọi Hoa Kỳ tăng thêm khoản viện trợ quân sự cho Ukraine tuần qua đã được Quốc hội chuẩn thuận lên hơn 1 tỷ Mỹ Kim. Hôm thứ Bảy, thì Tổng thống Joe Biden đã chỉ thị giới chức thẩm quyền Hoa Kỳ lập tức chuyển khoản viện trợ quân sự 200 triệu Mỹ Kim đến với Ukraine thông qua thẩm quyền đặc biệt của Tổng thống. Phần còn lại sẽ được chuyển đến Ukraine từ gói viện trợ trị giá 13.6 tỷ Mỹ Kim cho Ukraine. Phân chia giữa khoản viện trợ nhân đạo và trợ giúp cho Ukraine bảo vệ nền an ninh quốc gia. Cũng theo thông báo trên, thì Hoa Kỳ sẽ chuyển giao cho Ukraine 800 hệ thống phòng không, 9.000 hệ thống chống thiết giáp, 7.000 vũ khí và 20 triệu viên đạn.